Quán tưởng kinh Địa Tạng, bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời tôi. Báo cáo kinh nghiệm thực tế của chị Diệu Trang, admin sám hối tiêu nghiệp, kính thầy tôn quý của con. Kính chào các quý bạn đồng tu thân mến. Con xin kính trình thầy và các anh chị em báo cáo thu hoạch sau một thời gian hành trì quán tưởng kinh Địa Tạng. Trước khi học kinh, trước đây khi chưa phát nguyện lớn và mãnh liệt một lòng theo bổn tôn là Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì thời khóa của con thường bị vọng tưởng chen ngang, tất cả những tập khí xấu xa hiện ra liên tục. Nếu có cố đấu tranh, lấy đá đẻ cỏ thì cũng chỉ nhiếp tâm trong vài phút, rồi lại đâu vào đó. Nhiều khi con phải chấp nhận vọng tưởng triền miên, miễn là kịp chỉ tiêu tu tập đề ra mỗi ngày. Nhưng sau khi nghe pháp của thầy, con đã giác ngộ thế nào là gốc rễ của công phu. Con đã thay đổi thời khóa và thời gian linh hoạt, xác định mục tiêu tu học rõ ràng, biết điều phục thân khẩu ý thanh tịnh hơn, biến nó thành phương tiện để công phu, nên con đã giảm được một phần bệnh vọng tưởng đó. Rồi sau đó, con học kinh Địa Tạng. Lúc đầu, con chỉ nghĩ học để tiện khi đi đến đâu, không có kinh mà vẫn tụng được thôi. Nhưng sau khi nghe kỹ pháp, có lần thầy nói, nếu công phu mà vọng tưởng nhiều quá, thì thầy cho phép nghĩ đến lời kinh tiếng kệ. Con đã bừng tỉnh, hóa ra mình đang có bảo bối mà bị lãng quên. Và từ đó, con bắt đầu đưa bộ kinh Địa Tạng đã học thuộc vào trong thời khóa lễ niệm hàng ngày, vận dụng lời kinh trong khi tu tập. Quán lời kinh khi niệm danh hiệu bổn tôn, con làm như sau. Mắt chiêm ngưỡng hình tượng của Ngài, miệng lẩm nhẩm danh hiệu Ngài. Tâm cho chữ chạy ra đến khi hết bộ kinh. Chân quỳ thẳng đứng, chắp tay nghiêm trang và vái theo lời kinh. Hoặc đến phẩm thứ 9, con đứng lên lạy các đức Phật xuất hiện trong phẩm này. Quán kinh khi lễ lạy tương tự như trên, nhưng thay vì niệm danh hiệu Ngài thì con đứng lên vừa quán lời kinh vừa lễ lạy đến số biến phát nguyện hoặc đến khi hết bộ kinh, nhanh chậm tùy theo cảm xúc hôm đó. Kết quả thay đổi trong cuộc đời, con đã cảm nhận được sự gần gũi hơn với chúng sinh như người thân bên cạnh vậy, mở lòng yêu thương chúng sinh ngày càng lớn một cách tự nhiên. Tâm con trở nên an lạc lạ thường, mọi việc được sắp xếp rõ ràng như ý nguyện. Thay đổi trong đạo, tâm cung kính đã lên gần như đỉnh điểm, nhất cử nhất động con đều cẩn thận chú ý. Chúng sanh luôn ở trong lòng con, tâm con trở nên bình đẳng hơn, ít chấp trước hơn, công phu nhiếp tâm hơn. Thương kính bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát và thầy, cảm thấy rất gần như đang ở trước mắt. Giác ngộ những đạo lý thiết thực mỗi ngày, nói chuyện linh hoạt, có thể không cần suy nghĩ trước khi đối đáp. Ngài đã an ủi cho con học thuộc chú Lăng Nghiêm thần tốc, cảm thụ nghĩa kinh sâu hơn, sâu chuỗi được các mối liên hệ với nhau và cơ bản hiểu được điều kinh muốn nói. Trước đây khi đọc xuông con không hiểu gì mấy. Thầy đã dạy, đó là sức gia trì của kinh đã khai thông trí tuệ cho con, tự giải quyết được những tình huống khó hơn và hoạt ngôn hơn, điều mà 40 năm qua con không làm được. Đặc biệt, cách đây vài hôm, con được thầy tặng cho quyển kinh Địa Tạng có hình ảnh minh họa màu. Lúc đó con không dám nhận vì sợ mắc phải tâm tham, do con đã có một quyển chữ rồi. Nhưng thầy nói, quyển này có ảnh minh họa giúp con quán tưởng sâu hơn, hiểu rõ hơn, làm lợi ích cho chúng sinh lớn hơn. Lúc đó con mới xin thỉnh về. Ngay sau khi nhận được, con ứng dụng liền như thầy dạy, miệng niệm nhẩm danh hiệu Ngài, mắt nhìn hình kết hợp ý kinh trong đầu hòa với nhau. Con đã khóc khi niệm, con xúc động dâng trào, con thương Ngài vì chúng con mà hy sinh như thế. Hình ảnh rùng rợn nơi địa ngục khiến con phát tâm đại bi lớn hơn. Cứ nghĩ chúng sinh đang thọ khổ quá dưới kia, mau tìm cách giúp họ đi. Con dặn lòng như thế với quyển kinh màu này, lời kinh dễ hiểu và rõ nghĩa hơn nhiều. Con nhập tâm sâu và niệm hơn một giờ mà không biết. Giá như con có được quyển kinh này cách đây vài tháng thì con sẽ học kinh rất nhanh, vì chỉ cần nhìn ảnh là con có thể sâu chuỗi được mà không nhầm lẫn như trước đây. Đây chính là bảo bối cho người chuẩn bị học kinh. Con cảm ơn bao nhiêu công sức và tâm huyết của thầy đã đặt hết cả vào đây. Lời nhắn gửi các quý bạn đồng tu.
Từ 10 tháng nay, cuộc đời và sự tu học của con liên tiếp mở ra những trang mới. Tất cả đều nhờ vào bộ kinh Địa Tạng, đặc biệt là từ sau khi con áp dụng việc quán tưởng kinh khi lễ niệm. Từ chút thành công nhỏ bước đầu này của bản thân, con thật lòng tha thiết, mong các bạn đồng tu nếu có thể thì hãy phát tâm học thuộc lòng kinh Địa Tạng, rồi dần ứng dụng vào trong cuộc sống cũng như trong việc tu hành. Những lợi ích âm thầm thật sự không thể nói hết. Trước hết, học thuộc lời kinh, sau đó có thể vận dụng theo cách mà con đã nói ở trên. Vừa tưởng tượng đến lời kinh vừa lễ lạy, đó chính là lạy kinh. Nhìn sách mà đọc tụng kinh là một điều rất phổ thông rồi, còn nếu có thể lễ lạy kinh thì đây là sự thể hiện của lòng chân quý Pháp và cung kính Pháp ngày càng cao tột. Công đức phước báo ngày càng tăng trưởng rất nhanh và thù thắng. Con xin gửi kèm link bộ kinh Địa Tạng bằng tranh màu và phim hoạt hình kinh Địa Tạng trên YouTube. Hình ảnh rất đẹp và rõ nét. Vừa xem hình ảnh, vừa được nghe trọn bộ kinh. Sau này khi tụng niệm hay lễ lạy thì những hình ảnh sống động của bộ kinh sẽ hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Lúc này thực sự sẽ trở thành quán tưởng kinh Địa Tạng. Công đức và sự lợi ích không thể nghĩ bàn được. Chúng con xin cảm tạ ân đức sâu dày của Ngài Địa Tạng và ơn dạy dỗ của Thầy mãi mãi. Chúc các bạn quý đồng tu nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công tuyệt vời cả trong đời lẫn trong đạo. Link truyện tranh kinh Địa Tạng và link phim hoạt hình kinh Địa Tạng sẽ có tại phần ghi chú của video này. Diệu Trang kính ghi.